Wonryu vốn là đặc vụ Triều Tiên. Trong một nhiệm vụ đặc biệt, anh được cấp trên giao cho anh phải ẩn nấp tại Hàn Quốc và thu thập thông tin chờ một ngày được giao nhiệm vụ tiếp theo. Ấy vậy mà đã 2 năm trôi qua anh vẫn đứng đây chờ đợi, hàng ngày phải giả ngu để mọi người không nhận ra. Cho dù có bị đám con nít bắt nạt thì anh cũng chỉ biết bỏ chạy và biến bản thân thành một thằng ất ơ theo đúng nghĩa đen. Thấy anh như vậy, một bà cô đã nhận anh về nuôi. Cứ chuẩn bị bước ra đường, Wonryu sẽ phải ngoáy mũi, đến khi nước mũi thò lò mới đạt yêu cầu hóa trang. Đã thế, bước xuống cầu thang cũng phải trả vờ ngã. Hộ người khác đổ rác thì anh lại phá hỏng luôn cả chiếc túi. Tồi tệ hơn nữa là để cho mọi người không nghi ngờ, Wonryu cứ đều đặn nửa năm lại đi ẻ bậy ngoài đường một lần. Chỉ vì vai diễn của cậu quá tốt làm cho ai cũng tưởng cậu có vấn đề thật. Qua đó họ rảnh rỗi là lại đem cậu ra làm trò đùa, nhưng đùa quá thì không vui. Như anh con trai bà chủ đã bị Wonryu đấm cho bay đi như một quả bóng. Ai ngờ những thứ đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra, chứ khi này đang bị bà chủ nhà chửi cho sấp mặt cái tội mải chơi mà quên ăn sáng. Ở đây cũng không phải chỉ có Wonryu là đặc vụ mật, mà còn ông chú là một nhân viên giao hàng. Cũng chỉ vì đợi nhiệm vụ tiếp theo mà ông đã ở đây 16 năm rồi. Cuộc sống thì vô cùng khó khăn, đã thế còn suốt ngày bị bom hàng, để bây giờ có một cây kem hai người phải chia đôi. Mối quan hệ của bọn họ qua đó cũng vô cùng thân thiết. Sau một ngày dài diễn kịch là tối về, Wonryu lại lén rèn luyện thân thể trong phòng, để lúc nào cũng có cơ thể cường tráng sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Bất ngờ có người gõ cửa, ra kiểm tra thì thấy một thanh niên tóc vàng. Nhân lúc Wonryu không chú ý, anh ta liền đánh lén, nhưng tất cả những chiêu thức đó đều bị anh dễ dàng hóa giải, kết quả hai người không thể phân được cao thấp. Thì ra anh chàng tóc vàng này cũng là đồng đội của Wonryu, bọn họ từ nhỏ đã được huấn luyện chung với nhau và cũng giống như anh. Cậu ta cũng là đặc vụ ngầm đang chờ đợi nhiệm vụ, thân phận của cậu ở đây là ca sĩ nhạc rock. Kể từ khi thực hiện nhiệm vụ, Wonryu vô cùng nhớ gia đình, nhất là người mẹ già của anh. Mỗi lần như vậy cậu lại viết thư cho bà, nhưng chưa khi nào cậu nhận được thư hồi âm. Điều đó khiến Wonryu cũng rất lo lắng, không biết đến khi nào cậu mới có thể gặp lại bà để hoàn thành chữ hiếu. Nhưng vào một đêm bất ngờ tổ chức cử đến một người, anh ta trực tiếp chĩa súng vào đầu Wonryu và nói rằng đừng bao quên nhiệm vụ của bản thân. Nói xong anh ta liền quay người bỏ chạy. Wonryu cũng tức tốc đuổi theo xem thằng mắc dại nào chơi ác vậy. Nhưng người này cũng không phải dạng vừa mà cũng là dạng rộng ra, thân thủ vô cùng linh hoạt. Cho dù Wonryu đã dốc hết sức nhưng vẫn để mất dấu anh ta, mà đột nhiên tổ chức lại phái thêm người đến chứng tỏ đã xảy ra vấn đề gì đó. Hôm sau một cậu học sinh lại xuất hiện trong làng, vừa nhìn thấy cậu ta Wonryu liền đứng ngây người, vì đây chính là Hee Jin học trò trước đây của anh. Ngay từ nhỏ nó đã được Wonryu huấn luyện để trở thành đặc vụ xuất sắc, nhưng tại sao khi này cậu ta lại xuất hiện ở đây? Rất có thể người tối qua cũng chính là Hee Jin chĩa súng vào đầu anh. Mà nhiệm vụ chính của Hee Jin lần này là giám sát Wonryu và Lee Jang, vì tổ chức sợ rằng bọn họ ở đây lâu ngày sẽ phản bội. Khi cả ba người đang bàn chuyện trên mái nhà phía bên dưới bất ngờ có tiếng động, thì ra là mấy tên bảo kê đến thu lệ phí. Nhìn thấy bà chủ bị ăn hiếp, Wonryu điên tiết, nhưng vẫn phải giả bộ là một tên ngốc đi xuống ôm chặt hắn ta. Ai ngờ Wonryu lại bị hắn đánh bay đi, sau đó lại xô bà chủ ngã. Rất may anh đã kịp đỡ được bà tránh khỏi đống thủy tinh bên dưới. Wonryu dường như không thể chịu nổi nữa, may mắn bà chủ đã kịp kéo tay ngăn lại nên không xảy ra sự việc đáng tiếc. Đến tối hôm đó, khi con trai bà chủ đi làm trở về mới biết chuyện, thế là anh tìm đến đám kia tính sổ, ai ngờ lại bị bọn chúng đánh cho bầm dập. Phía ngoài, Wonryu và Hee Jin cũng nhìn thấy, để không bị phát hiện, Wonryu nhờ cậu em đi dạy cho bọn chúng một bài học. Cứ như vậy, Hee Jin cầm mấy chiếc đũa phi hỏng hết toàn bộ bóng đèn trong phòng, đến khi tất cả chìm trong bóng tối, thì chỉ còn nghe thấy những tiếng thất thanh của đám người bên trong. Mà ông anh trai sau đó lại được fan khoác lác nói rằng tự mình đánh bọn chúng nhập viện, làm cho Wonryu bên cạnh phải cười ẻ. Lúc này tình hình chính trị đã thay đổi, quan hệ hai nước qua đó cũng bớt căng thẳng, thậm chí Nam Bắc Hàn còn bắt đầu hợp tác với nhau. Qua đó những đặc vụ ngầm như Wonryu không còn cần thiết, vì thế chỉ huy đã ra lệnh xử lý bọn họ. Bên phía Hàn Quốc thì ba đặc vụ lại đang rảnh rỗi nhặt cá khô, cuối cùng thiết bị báo nhiệm vụ cũng đổ chuông. Không ngờ khi xem lại khiến Wonryu vô cùng lo lắng, nhiệm vụ lần này chính là bảo họ tự mình quên sinh. Sau khi nhận được nhiệm vụ, đã có rất nhiều đặc vụ Triều Tiên trên đất nước Hàn Quốc thực hiện. Riêng chỉ có Wonryu là vẫn còn do dự, không phải vì anh sợ chết mà vì ở quê hương vẫn còn mẹ già đợi anh trở về. Dù gì thì anh cũng phải gặp được bà lần cuối. Lúc này phía cảnh sát Hàn Quốc đã tìm ra rất nhiều thi thể, tất cả bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó là trong cơ thể có gắn một con chip. Vì chưa thực hiện nhiệm vụ lên, Hee Jin cũng bị người của tổ chức tìm đến. Nhưng mấy tên này vốn dĩ không phải đối thủ của cậu, chỉ mấy chiêu đơn giản Hee Jin đã chế ngự được bọn chúng. Phía khác theo thông tin từ con chip, cảnh sát Sun Ho đã tìm được Wonryu. Bọn họ muốn anh đầu hàng và làm việc cho Hàn Quốc, nhưng sao anh có thể làm thế với quê hương đất nước của mình? Cuộc đàm phán thất bại, Sun Ho định giết luôn Wonryu. Đúng lúc này Hee Jin về kịp đá bay súng của cảnh sát. Biết rằng đánh không lại, anh quay đít bỏ chạy. Thấy vậy Hee Jin liền đuổi theo, ai ngờ đã mắc phải bẫy của cảnh sát. Anh bị họ chặn đầu tông xe, sau đó bị rất nhiều cảnh sát bao vây. Tuy rằng thân thủ rất cao, chỉ cần ra đòn đã phá vỡ được vòng vây, nhưng chưa kịp chạy thoát đã bị Sun Ho bắn vào chân, rồi lấy con chip từ trong người cậu ra và khống chế đưa anh về đồn.
Lúc này Won Ryu biết rằng mọi chuyện đã vượt ngoài mức kiểm soát, nếu như anh không rời đi sẽ gây nguy hiểm cho những người ở đây. Đầu tiên cậu đi chút bỏ mái tóc rậm rạp, biến bản thân trở thành một người bình thường. Won Ryu trở về đi chào hỏi từng người, sau đó trực tiếp nói chuyện với bà chủ. Thực ra bà là một người rất tốt, tuy rằng hàng ngày có hơi khó tính, nhưng bà luôn coi cậu như con ruột của mình, chăm sóc từng ly từng tí. Biết được đây cũng là lần cuối ở bên nhau, bà đã cho cậu toàn bộ số tiền đã để dành, rồi bà còn chuẩn bị sẵn cho Won Ryu một bộ đồ đẹp. Bà hy vọng sẽ tặng cho cậu khi cưới vợ, nhưng lúc này đã không còn cơ hội nữa, mặc xong bộ đồ Won Ryu liền rời đi. Mà phía cảnh sát cũng đang cho người theo dõi, không ngờ đã bị Won Ryu phát hiện và đánh ngất. Sau đó gọi điện cho Sun Ho kêu anh ta chăm sóc cẩn thận cho thằng em Ha Ezin đang bị nhốt. Cùng lúc này phía cảnh sát cũng nói cho anh biết, chỉ huy của bọn họ đã đặt chân đến Hàn Quốc, ông ta sẽ dựa vào con chip định vị để tìm ra bọn họ. Đến lúc này Won Ryu mới ngỡ ngàng, thì ra từ trước đến nay bản thân luôn bị theo dõi, thế là anh một mình tới ngôi nhà hoang. Không mất quá nhiều thời gian tên chỉ huy đã tìm được đến nơi. Won Ryu trực tiếp hỏi chỉ huy nếu anh chết thì đất nước có bảo vệ mẹ anh không, nhưng lại không nhận được câu trả lời từ đối phương. Rồi Won Ryu lại hỏi mẹ anh có còn sống không, tuy vậy thì cũng không có câu trả lời nào được đưa ra, thậm chí chỉ huy còn ra lệnh đàn em giết chết Won Ryu. Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn anh đã né được hết loạt đạn, sau đó nhanh như chớp quay lại phản công. Chỉ mất 5 giây Won Ryu đã hạ được hắn ta, rồi anh cầm súng uy hiếp chỉ huy trả lời câu hỏi. Nhưng ông ta lại là một tên cáo giả, hắn nhanh tay hất bay khẩu súng lên trời. Không hổ danh là thầy của đặc vụ ngầm, khua tay mấy cái đã tháo tung khẩu súng trên tay Won Ryu. Đúng lúc này anh lại bị tên còn lại đánh lén, đồng thời chỉ huy cũng lao đến đánh liên tiếp, sau đó thẳng chân đạp anh bay ra khỏi cửa sổ. May mắn Lee Jang đến kịp cứu Won Ryu một bản thua trông thấy, tên chỉ huy cũng lên xe đuổi theo. Mà lúc này cảnh sát Sun Ho cũng đang đi tới chạy ngang qua, vừa hay chặn đầu xe của tên chỉ huy. Cả hai bên ngay lập tức chĩa súng vào nhau, nhưng ở gần đó lại có một chiếc xe buýt học sinh, nên không bên nào dám manh động đành rút lui. Còn Won Ryu và Lee Jang đã chạy thoát an toàn rồi, cả hai lại đến một địa điểm khác để đợi ông chú shipper đến cứu. Cứ tưởng rằng ông sẽ mang đến súng ống bom đạn các thứ, ai ngờ khi mở chiếc túi ra bên trong lại chỉ toàn có gạch. Thì ra ông ta lại chính là người của chỉ huy, ở Triều Tiên hắn còn giữ vai trò giáo sư triết học quốc gia. Ông ta đi làm vùng chỉ để chứng minh tất cả đặc vụ ngầm đều sẽ phản bội, sau 16 năm thì kết quả đã hoàn toàn chính xác. Nói xong ông ta liền sai người lao lên, nhưng vốn dĩ đám này lại chẳng bỏ để cho hai người họ đánh, dù gì cả hai cũng là đặc vụ giỏi nhất Triều Tiên. Chưa đầy 5 phút bọn chúng đã bị đánh cho không đứng được dậy. Sau đó Won Ryu lại hỏi ông shipper về mẹ của mình, đến nước này ông ta chỉ có thể nói ra sự thật. Ngay từ những ngày đầu tiên Won Ryu được nhận vào tổ chức, thì cả gia đình anh đã bị khống chế và tiêu diệt, đây cũng là lý do tại sao anh không bao giờ nhận được thư hồi âm từ mẹ. Không thể chấp nhận được sự thật này, Won Ryu lao đến định giết luôn ông ta, bất ngờ anh lại bị trúng đạn từ tên bắn tỉa. Ngay sau đó tên chỉ huy cũng tìm đến nơi, làm cả hai người phải dìu dắt nhau chạy lên sân thượng, còn tên shipper thì bị tên chỉ huy giết chết. Không lâu sau hắn ta cũng dẫn người lên đến sân thượng, tuy rằng đã bị thương rất nặng nhưng để xử lý được hai người cũng không phải chuyện dễ. Tên chỉ huy đành sai tất cả đàn em lao lên, làm Won Ryu phải dùng hết sức lực chống trả, bẻ cổ tất cả những thằng nào dám bố láo. Cuối cùng chỉ còn tên chỉ huy, đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của bọn họ. Vì đã bị thương khắp người nên Won Ryu nhanh rơi vào thế yếu, cho dù vậy thì anh vẫn không hề bỏ cuộc. Có ngã thế nào thì vẫn cố đứng dậy đánh tiếp, cho đến khi nằm bẹp dưới đất. Đúng lúc này cảnh sát Hàn Quốc cũng ập đến, bắt tên chỉ huy phải giơ tay đầu hàng, nhưng hắn ta lại chẳng thèm để ý, trực tiếp rút súng tiến tới chỗ Won Ryu. Bất ngờ có tiếng súng vang lên làm tên chỉ huy ngã quỵ xuống đất, thì ra người nổ súng chính là Ha Ezin. Cho dù đã như cá nằm trên thớt nhưng tên chỉ huy cũng không hề sợ hãi, trực tiếp rút ra một quả lựu đạn trong người, nếu hắn phải chết thì sẽ không ai được sống. Không ngờ Lee Jang lại đứng dậy lao đến, cậu nguyện hy sinh thân mình để cho đồng đội được sống. Mà Won Ryu chỉ muốn quay lại cuộc sống trước đây, cùng nhau vui vẻ bên người mẹ thứ hai và những người xung quanh. Thấy vậy Ha Ezin liền nổ súng với ý định câu giờ để cho đội trưởng tẩu thoát, phía cảnh sát cũng vì thế nổ súng làm cho Ha Ezin không thể chống cự. Để cứu đàn em Won Ryu lao đến ôm lấy, kết quả cả hai đều bị tiêu diệt. Cuối cùng mà thứ con người muốn cũng chỉ là cuộc sống bình yên, nhưng với những người như Won Ryu thì cố gắng đến đâu cũng không có được nó. Phim đến đây là hết. Có thương mình thì cho mình một like và một đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại.